Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu top trend AI đang là hot trend trên tất cả các sàn hiện nay. Thứ hai là vốn số tiền kêu gọi vốn. Thứ ba là các quỹ đầu tư broker. Thứ năm là tiềm năng của nó, tiềm năng và hệ sinh thái của nó, để mình có nhận định về những cái đồng này trong trend sắp tới. Hôm nay mình sẽ đi sâu vào các đồng là Bitstamp, ký hiệu là Tao. Thứ hai là Worldcoin, WebLD, ARMK, Render và IEO.net. Đầu tiên là Bitstamp. Bitstamp là nó thuộc mảng AI của hệ Layer 1 kèm DeFi. Cốt lõi của hệ sinh thái Bitstamp là sản xuất, tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số. Nó giống như là một cái quốc gia AI để cho những cái hệ sinh thái khác hoạt động trên đó. Nó là một cái lãnh thổ để quốc gia đến đất nước đó để trao đổi buôn bán dữ liệu AI. Bitstamp được xây dựng với cấu trúc một blockchain chính và nhiều subnet kết nối với nhau, tương tự như cấu trúc của Avalanche. Trong đó, các subnet của Bitstamp đóng vai trò lưu trữ dữ liệu AI như văn bản, hình ảnh, đồng thời chia sẻ những dữ liệu này trong blockchain nhằm tạo nên một mạng lưới phi tập trung dữ liệu AI. Taocoin là token được thiết kế tương tự như Bitcoin, tổng cung tối đa của nó cũng là 21 triệu token và nó cũng có chu kỳ halving là sau mỗi 4 năm và chu kỳ đầu tiên là năm 2025. Bởi tổ chức Open Tensor, nét là Jacob Robert Shriver, CEO founder của Open Tensor. Ông là người có giàu kinh nghiệm làm việc tại những doanh nghiệp lớn giống như Google và Ava Sembada, cũng là CEO founder của Open Tensor VC. Những cái quỹ đã đầu tư vào Tao là Durenki Group, Polygen Capital, Frontmark Capital và mọi thứ đều là phi tập trung. Nguồn cung đang lưu hành hiện tại của đồng Tao là sắp xỉ là 7 triệu đô. Những token đã unlock là 30, tỷ lệ phần trăm token unlock là 38,67%. Giá hiện tại ngày 16 tháng 10 là 621,9 đô. Giá hiện tại của ngày hôm nay ngày 17 là 5,78,86 đô. Vốn hóa thị trường là 4,26 tỷ đô la. Với hệ sinh thái hiện tại của Tao, có thể là Tao sẽ đạt được 4 con số sắp trong vòng sắp tới. Bạn thấy sao về đồng này? Hãy để lại comment ở dưới phần mô tả của video nhé. Thứ hai mình muốn chia sẻ là đồng trên thế giới Worldcoin, ký hiệu là VFLD. VFLD được triển khai trên theo Ethereum Mainnet và token được kết nối với mạng Optimist Layer 2 thuộc hệ AI nhận diện và Layer L2, trao quyền cho con người với Word ID, một hộ chiếu kỹ thuật số ẩn danh chứng minh tính người của bạn trực tuyến trong thời đại AI. Sứ mệnh của dự án Worldcoin là xây dựng mạng lưới tài chính và nhận diện lớn nhất thế giới như một tiện ích công cộng, trao quyền sở hữu cho tất cả mọi người. Hệ thống Worldcoin xoay quanh Word ID, một mạng lưới nhận diện toàn cầu bảo vệ quyền riêng tư. Word ID cho phép người dùng xác minh tính người của họ trực tuyến bằng chứng về tính cách, trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư của họ thông qua các bằng chứng không kiến thức. Tất cả những người nắm giữ Word ID được ORB xác minh đều có quyền yêu cầu cấp token VFLD miễn phí định kỳ. Token VFLD không khả dụng ở Hoa Kỳ. Dự án tiền điện tử thu hút sự chú ý. Worldcoin đã nhận được thêm một cú hích nữa, lần nữa dưới hình thức quảng cáo từ công ty quảng cáo lớn thứ hai của Nhật Bản, Haku Hono. Số tiền của dự án này kêu gọi được là 24 triệu đô la. Worldcoin được thành lập bởi Sam Altman, Alex Lenny và Mark. Đội ngũ của Worldcoin, người sáng lập là Sam Altman, Alex Lenny, Mark Noren. Đây là những người sáng lập của Worldcoin. Số tiền họ đã raise được là 240 triệu đô la. Giá hiện tại là 2.4. Tổng nguồn cung của VLD, VFLD là 10 tỷ. Nguồn cung đang lưu thông là 538,21 triệu token VLD. Token Unit được phân bổ 75% cho cộng đồng, 99,8 được phân bổ cho nhóm phát triển ban đầu, 13,5% được phân bổ cho các nhà đầu tư ETH, 1,7% token được phân bổ vào quỹ dự trữ ETH. Worldcoin hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới nhận diện và tài chính lớn nhất trên thế giới, đạt được sự chấp nhận thực sự trên toàn cầu ở quy mô hàng tỷ người. Đã unlock được 21,07%, giá đang dao động là 2,38%. ORMK là một token ERC20 được phát hành trên blockchain Ethereum. Blockchain được bảo mật thông qua cơ chế đồng thuận Roll Offset. Người xác thực đặt cược 32 ETH để tham gia vào quá trình đồng thuận và xác thực giao dịch. ORMK thuộc hệ AI và on-chain. ORMK đang xây dựng một nền tảng thông tin cung cấp thông tin về các thực thể và cá nhân thực tế đằng sau hoạt động của thị trường tiền điện tử. ORMK đã phát hiện một công cụ cho phép người dùng tìm kiếm, lọc và sắp xếp các giao dịch và giao dịch tiền điện tử theo giá trị, mã thông báo theo thời gian và đối tác. Arkham là một nền tảng phân tích on-chain sử dụng trí tuệ nhân tạo để khử khẩn danh dữ liệu blockchain và trên chuỗi. Hai thành phần chính của nền tảng là Analytics Platform và Interchain. Analytics Platform bao gồm phân tích về nhiều thực thể, sàn giao dịch, quỹ cá voi và mã thông báo. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra danh mục đầu tư, lịch sử giao dịch, luồng giao dịch, mối quan hệ mạng và các phân tích trên chuỗi. Interchain cho phép bất kỳ ai mua và bán nhãn, địa chỉ và thông tin tình báo khác thông qua tiền điện tử đấu giá hàng chương trình data. ARMK đã
gọi được hơn 14,5 triệu đô, được Miro Moro thành lập năm 2020. Miro là một doanh nhân kỳ cựu trong thị trường tiền điện tử. Kinh nghiệm điều hướng các thị trường điện tử mới của Miro giúp anh quen thuộc với nhu cầu tình báo của những người ra quyết định trong chính phủ. Đầu tư mạo hiểm và giao dịch, anh cũng là nhà đầu tư vào một số công ty công nghệ. BCG, dự án này được Binance Lab và Coinbase đầu tư. AGMK là tiền mã hóa với tổng nguồn cung ban đầu là 1 tỷ. Nguồn cung đang lưu thông là 225,1 triệu token AGMK. SDV đang là 1,97 tỷ đô. Tiền thưởng và ưu đãi cho hệ sinh thái 37,3%. Những người đóng góp cốt lõi là 20%. Nhà đầu tư là 17,5%. Quỹ đầu tư 17,2%. Binance Labs Binance Labs là 5%, cố vấn là 3%. Điểm đặc biệt của AGMK là phủ sóng toàn diện và tích hợp đa chuỗi, trí tuệ dựa trên thực tế, nền kinh tế trí tuệ phi tập trung. Token này đã ăn lấp được 28,33%, giá đang dao động là 2 đô. Dự án AI tiếp theo mình muốn nói là Render. Render thì cũng thuộc mảng AI, DeFin và GPU. Token có ký tự là RNDR, là một token ERC20. Render Network là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp kết xuất từ CPU phi tập trung, cách mạng hóa quy trình sáng tạo kỹ thuật số, mạng kết nối các nhà điều hành node muốn kiếm tiền từ sức mạnh tính toán của CPU, nhàn gọi của họ với các nghệ sĩ muốn mở rộng vi mô công việc, kết xuất 3D chuyên sâu và các ứng dụng lên đám mây thông qua mạng ngang hàng phi tập trung. Render Network đạt được mức độ chưa từng có về vi mô, tốc độ và hiệu quả kinh tế trên nền tảng mạng điện toán CPU phi tập trung. Render cung cấp nền tảng cho các nghệ sĩ, nhà phát triển để xây dựng dịch vụ và ứng dụng cho nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi. Render đã ray được 47,24 triệu đô la, được hình thành vào năm 2029 bởi Otoy, CEO là Jules Obas và ra mắt vào năm 2017. Render đã tổ chức đợt bán token công khai đầu tiên vào tháng 10, sau đó là giai đoạn bán riêng kéo dài từ tháng 1 2018 đến tháng 5 vào 2018. Các nhà lãnh đạo trong ngành như là Ari Amanu, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành, các quỹ đầu tư lớn là Solana Venture, Multicoin Capital và Genetics Capital. Nguồn cung Render đang lưu thông là 517,69 triệu token Render, FDV là 2.93 tỷ đô la. Phần trăm lạm phát là 11,33%, ký quỹ cho việc phân phối tiếp theo là 3,7%, ký quỹ cho đối tác là 50,35%, vòng công khai và Ravis là 34,62%. Tỷ unlock là đã được 58,11%, rồi giá của Render đang dao động là 5 đô. Đồng cuối cùng, đồng AI cuối cùng là io.net. Dòng này là thuộc hệ DeFin, AI DeFin kết hợp giữa AI và DeFin. io.net đang cách mạng hóa các ứng dụng ML trên Solana blockchain bằng cách tạo ra thuộc địa CPU lớn nhất thế giới, tổng hợp 1 triệu CPU. Nó khai thác các nguồn tài nguyên chưa được sử dụng hết từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các trung tâm dữ liệu và các dự án tiền điện tử, thành mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung DeFin. Mạng này cung cấp cho các kỹ sư sức mạnh tính toán chưa từng có, giúp hệ thống có thể truy cập được, có thể tùy chỉnh, tiết kiệm chi phí và dễ dàng triển khai các tác dụng ML quy mô lớn. Dự án đã kêu gọi được 30 triệu đô. Dev là Amasadis, Toririn, Bassam Obas và Mati Tomasin đóng vai trò then chốt trong quá trình thành lập. Toririn hiện cũng là CEO đã đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo dự án. Io.net có VC là HVC, Multicoin Capital, OKX Venture và DeFi Venture và những quỹ đầu tư lớn. Hệ sinh thái gồm các sản phẩm và dịch vụ được xây dựng trên mô hình tính toán như một loại tiền tệ rất rộng lớn bằng cách giảm chi phí cho những người đổi mới AI. Nguồn cung đang lưu thông là 120,29 triệu đô la, FDV đang là 1,59 tỷ đô, dành cho cộng đồng là 16%, dành cho hệ sinh thái là phát triển hệ sinh thái 25,62%, vòng series dành cho nhà đầu tư Ferry 24%, vòng hạt giống là 20%, Binance Lafo là 4%, khả năng tạo cụm kép hoạt động. Token này đã unlock được 12,33%, giá là đang dao động 1,97%, giá còn đang rất là rẻ so với mặt bằng chung về hệ AI.